Chào tất cả các bạn, các anh chị em đam mê câu cá nhé. Kết quả một đầu tháng em đi câu đây. Đấy. Lâu lắm rồi em không đi câu các bạn. Vừa rồi em ốm hơn một tuần, cứ lệt bệt ở nhà, người nó mỏi. Hôm nay khỏe khỏe bắt đầu đi câu các bạn. Nhưng mà đi câu thì dạo này nó chính xác là lâu lắm không câu lục rồi, không câu lục, chủ yếu bây giờ toàn câu lăng xê mới câu tay thôi. Rồi bạn có bây giờ mắt nó khá kém, ngồi câu lục một lúc là mắt nó nhức, nó đau, tối về đau hết mắt luôn, hôm sau cảm giác mắt nó mở. Thực ra thì câu lục rất sướng đấy. Nhưng mà ở cái hồ này cũng không phù hợp câu lục lắm các bạn. Nước nó lông, lông câu lục nó không ham lắm. Đây các bạn này. Hôm nay em đi câu lăng xê mới câu tay, nắng quá thì em chui ngay vào bụi tre ngồi cho nó mát các bạn. Cần cắm lung tung, cứ đóng cá là chết. Này mà có cái chiếu dài đây ngủ giấc nữa thì ngon quá. Quánh giấc rồi cá nó cắn mà kệ cá. À. Nói chung là các bác đi câu trời nó nắng này nhá, cứ kiếm chỗ nào mát mà ngồi. Những bác nào mà ngồi những cái hồ mà nó không có cây ấy, nhất là tầm trưa này nhiều bác cứ ngồi ngoài phơi nắng thì em chịu thôi. Nhất là tầm này cá nó ăn rất kém. Tốt nhất là kiếm chỗ nào mát mát mà ngồi, hoặc nghỉ ngơi cho nó khỏe. Này, ví dụ em ngồi đây là vi vu rồi bác. Tiếp tục đóng hàng anh em nhé. Mà cá nó chạy sang bên này các bạn. Ấy già. Ấy già, bò ghê không? Ôi, khả năng lại mè rồi các bác ạ. À, lổi hết lên được à. Ai cần đây. Quay lại mè cho các bạn. Bạn thấy nó chạy ghê chưa? Riêng với mè câu thì gần như mình không bao giờ xả máy. Các bạn cái dòng tè thì vì cái loại này nó lổi mà. Để nó đi sát bờ này các bạn này. Đấy. Đấy nó chạy ra này. Mè thì nực nó yếu các bạn ạ. Rất nhanh là nó nổi lên mặt nước ngay. Đây các bạn nhìn này. Đây là em thứ hai các bạn này. Đấy. Các bạn nhìn thấy chưa? Gần đây. Nói chung là đối với dòng này mình không bắt, thế nên là mình câu được thì mình cũng thả, thế nên mình không vợt các anh em nhá. Các bạn xem thấy là tại sao anh câu được anh lại không bắt, anh lại không vợt. Đây là con thứ hai các bạn này. Cần này. Nói chung là hôm nay đầu tháng. Đầu tháng âm lịch nhá. Mình đi câu thì chưa dính cá khác. Nhưng mà hai phát liền đóng toàn mè các bạn ạ. Đấy, ấy, nó gò cả ai à. Bây giờ mà con tí cảm giác các bạn này. Ai nó chạy đây này, chạy vào tàu dừa này. Các bạn nhìn chưa? Chạy vào tàu dừa này. Mắc vào tàu dừa này. Đấy nó nôi này. Đấy các bạn nhìn thấy chưa. Này mắc vào tàu dừa này. Anh em nhìn thấy chưa. Nói chung dòng nó sướng anh em ạ. Xong cái loại này mình thả đi mà, mình không bắt.
Các bạn thấy thế nào? Mè đấy. Đây là mắc ở tàu dừa này. Mà câu cá mà đang dòng mà tay cầm điện thoại quay này rất nguy hiểm này. Điện thoại của mình mà rơi xuống nước phát là thôi đấy. Là cũng đi luôn đấy. Đây, mắc bố tàu dừa các bạn. Cần mắc ở đây rồi này. Quá là nguy hiểm anh em ạ. Nên đi câu thì nhiều khi tập trung dòng cá thôi anh em. Chủ yếu nhiều khi tập trung dòng cá thôi. Tập trung. Em trôi đầu tiên nhá các bạn nhá. À, em trôi đầu tiên đây. Đây là em trôi đầu tiên này. Mình quay cho các bạn xem nhé. Đây. Sau khi dính hai mè thì bây giờ đến lượt trôi. Em trôi đầu tiên. Em này thì không cần vớt. Em này chỉ khoảng được 9 nặng thôi. Vẫn nhỏ lắm. Thôi cứ bắt vớt vào giỏ đã các bạn nhé. Vớt vào giỏ đã. Hôm nay câu từ nãy giờ em thả mấy con mè rồi chưa có con nào thả ra giỏ cả. Lấy số đỏ thôi đã. Lại tiếp tục đóng mè anh em nhé. Lại bắt đầu đóng mè nữa này. Ngày hôm nay ngày gì không biết nữa. Đóng toàn mè thôi anh em ạ. Đây này. Bao nhiêu này. Cần này. Đấy. Đấy, cá đấy. Tiếp tục đóng mè nữa. Nói thật. Ôi, tiếp tục là mè các bạn. Hôm nay em đóng rất nhiều mè rồi. Nếu mà anh em nào thích câu mè ấy, thì các bác lấy mồi số 4 và mồi ủ. Nói thật các bác đánh như gọi siêu mè luôn đấy. Nào thích câu mè thì cứ mồi số 4 và mồi ủ mà chơi nhá. Đây mè đây các bạn. Em này phải gần 2 cân đây. Đây cần đóng cá đây anh em này. Anh em nhìn nhá. Cần nó đóng cá này anh em này. Đấy, cá nó kéo các bạn nhìn chưa? Đấy, đấy, đấy. Rồi. Cái này đóng chắc rồi. Bây giờ lại mè sao chạy mãi bên này rồi. Hai cần liền đóng cá anh em ạ. Đây. Cần mini nhon này đóng cá này. À. Ui giời, còn trôi giỏi quá. À. Đây, cần bé tí đóng cá này. Đóng cá trôi nhá. Con bờ nhá. Cần bên kia đóng cá kìa bác kìa. Kiểm cho em này lên bờ đã. Đấy, một em nhá. Ăn đến cần này. Cần này đóng các bạn. Đây. Ôi, cần này cũng mè sao các bạn. Lại mè rồi. Kéo lồi phanh phanh ấy các bạn. Đi vào bằng băng luôn này. À, trôi tiếp anh em ạ. Rồi lại trôi nữa này. À, lại trôi nữa này. Cứ tưởng mè cơ. Lại ăn trôi tiếp các bạn. Đây.
hai con các bác nhá. Đây một con này. Và bên này một em nữa. Các bác nhìn thấy chưa? Đóng hai cần liền một lúc, mệt quá. Đóng cái trôi nhỉ. Cần mini này. Nhưng mà con này bé quá. Lại đóng cá trôi nhưng mà bé quá. Mà mang nó vào nhá. Ui giời, em nó chạy cũng mệt rồi. Đây. Tầm cân đây các bạn. Trời bắt đầu mưa rồi anh ạ. Hôm nay ngày của mè các bạn, lại đóng mè tiếp này. Đấy. Này cần này. Đấy. À. Nay mình câu toàn mè đây. Đấy. Bạn thế nào? Úi giời. Thế mà nó không phải là chấm đi. Tiếp tục mè đầu to. Úi giời. Con này phải cỡ 2 cân. Thôi nhá. Ê, kết quả ngàn đi câu các bác. Mùng 1 đầu tháng đi câu nhá. Đấy, hàng khủng đấy. Đây, dép của em đây. Nhìn chưa? Đây, bằng cái đuôi của nó này. Này. Đấy, hôm nay điện thoại nó hết pin. Nên em không quay được, nhiều con em không quay được. Mè hôm nay thì câu được nhiều vô đối luôn nhá. Đây này. To bằng, bằng cái quạt này. Đấy, kết quả ngày hôm nay đấy, mùng 1 đi câu nhá. Chào tất cả các bạn, các anh chị em đam mê câu cá nhá. Kết quả mùng 1 đầu tháng em đi câu đây. Đấy.